Chỉ trong vòng 2 ngày, bằng máy xúc lớn, căn biệt thự được xây dựng từ trước 1954 đã bị phá rỡ và san phẳng hoàn toàn. Căn biệt thự cổ số 7 ngõ hàng chuối 2, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, là biệt thự được xây dựng từ trước 1954. Trước đây, do Bộ Đại học Quản lý, có thời gian giáo sư Trần Văn Dầu cũng đã từng sống và làm việc ở đây. Về sau, Đại sứ quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp quản và sử dụng làm nhà khách cho các nhân viên ngoại giao Mặc dù đã trải qua quá trình sử dụng, nhưng ngôi biệt thự này với khuôn viên rộng khoảng 700 mét vuông, có tường rào vây quanh, sân vườn, cây cổ thụ, có cổng đi riêng, còn rất tốt và kiên cố. Tuy nhiên, vào cuối năm 2013, tòa biệt thự này đã bị phá rỡ nhanh chóng và bị san phẳng trong vòng 2 ngày bằng máy xúc lớn, đã để lại sự nghi vấn cùng sự tiếc nuối cho mọi người dân sinh sống chung quanh. Từ năm 2013, uh, phá biệt thự cổ và phá chỉ trong 2 tiếng đồng hồ là sập hoàn toàn biệt thự. Trước đó, tại cuộc họp tổ dân phố 4B, bà Trung Thị Lâm Ngọc tự giới thiệu là chủ nhân mới của tòa biệt thự, cũng là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên IZUMI, đã khẳng định và hứa với mọi người rằng chỉ phá biệt thự này đi rồi xây dựng mới thành nhà ba tầng để gia đình ở. Thế nhưng, đến cuối năm 2014, một nhóm công nhân đã đem máy móc xây dựng hạng nặng tiến hành khoan sâu rồi đổ bê tông cho những cái cọc có chiều dài lớn, gây nên tiếng động ầm ĩ cả một khu phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của các hộ dân xung quanh. Ngoài ra, các máy móc xây dựng hoạt động suốt ngày đêm, xe xích sắt, xe ủi đất, xe bê tông tải trọng lớn đã phá hỏng toàn bộ đường xá ngõ 2 phố Hàng Chuối và gây lú nứt cho các hộ dân xung quanh công trình. Hôm từ 8 giờ bắt đầu vào cho đến khuya là coi như là mới ra có hôm giờ, thì 9 giờ bắt đầu vào giờ giấc thì coi như là, sớm và người ta sớm nhất là coi như tầm 8 giờ người ta đã vào qua coi 11, 12 giờ đêm rồi thì chúng tôi là tuổi già thì rất là khó ngủ xe này nó hoạt động bởi vì nó, nó xe có lớn mà nên tiếng ồn nó rất là là nặng mình thứ hai nữa là cái mùi khói tức là cái, mùi từ dầu ma rút dân trong ngõ này có rất là 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 là, là, là khó chịu về, về cái mùi Tổ dân phố và Ủy ban Nhân dân phường Phạm Đình Hổ đã yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của các hộ dân. Được biết, tháng 8 năm 2014, công ty của bà Trung Thị Lâm Ngọc đã xin cấp giấy phép xây dựng một tòa nhà cao 7 tầng, chứ không phải xây nhà 3 tầng để ở như bà Ngọc đã hứa với nhân dân trước đó. Được biết, năm 2006, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng chuyển nhượng khu đất công phía Nam cuối đường Phạm Văn Đồng cho ông Hải và bà Ngọc với tổng giá trị hợp đồng 84 tỷ đồng. Đến năm 2008, hai người này không triển khai thực hiện dự án, đã ủy quyền cho ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, chuyển nhượng cho ông Phạm Đăng Quan với giá chuyển nhượng 581 tỷ đồng, thu chênh lệch 495 tỷ đồng. Năm 2009, ông Phạm Đăng Quan lại tiếp tục chuyển nhượng cho công ty cổ phần đầu tư địa ốc ô tô Phương Trang với giá 585 tỷ đồng. Trong giới ngân hàng, Trung Thị Lâm Ngọc cũng là một cái tên nổi tiếng vì đây là họ tên của vợ ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TBBank). Báo cáo tài chính mới nhất của TBBank cho thấy hiện nay ông Đỗ Anh Tú vẫn là đương kim Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TBBank, nhiệm kỳ 2013-2018.